Chào anh em, mình là Toàn Baker đến từ điện tử 3M. Hôm nay thì mình làm một cái bài review cũng như hướng dẫn anh em cách lắp đặt nét quay hay nét vung. Một cái bộ sản phẩm đó thì gồm có hai cái đây là PCB. Trên PCB thì nó có in tên của các cái linh kiện cũng như chân âm dương của các linh kiện đó. Còn đây thì làm túi linh kiện, mình sẽ mở ra. Đây là danh sách sản phẩm, danh sách tên linh kiện, tài tiếng Trung Quốc. Con IC cái này sử dụng là 89S52 nhá. Xem có gì nào. Đế pin IC và đế IC thạch anh 12MHz. Đây là cảm biến rung, cảm biến rung nét xanh dương này. Nút bấm 4 chân này. 1,5K, 10K để riêng chỗ công tắc. Đây là ốc vít tụ 22P. Đây là tụ hóa, xem nào, 10U. Vậy thôi, nó chỉ có vậy. Bây giờ mình sẽ đi vào cách hướng dẫn các bạn lắp nó luôn. Đầu tiên thì các bạn tìm cho mình hai cái tụ 22P, cắm vào đây. Trên cái PCB nó in sẵn tên linh kiện nhá, các bạn tìm chỗ 22P ấy, cắm nó vào thôi. Xong đấy thạch anh. Tụ hóa 10U. Các bạn để ý này, tụ hóa thì nó có hai chân, một chân ngắn một chân dài. Thì chân dài là chân dương. Các bạn cắm đúng vào chỗ, đúng vào cái vía, nó có dấu cộng bên trên đấy. Ấn nó vừa phải thôi, đừng ấn xuống sâu quá, xong rồi bẻ nó sang. Điện trở 1,5K, đây. Vậy tại sao mình phải làm lắp ráp cái này trước? Tại vì bên ngoài này nó sẽ là cái con IC, thì mình cần lắp cái bên trong trước để cho nó dễ dàng. Trước tí nữa mình lắp đế IC lên thì khi lắp mấy cái này sẽ khó hơn. Lật ngược qua đây về hạt, mình lắp xong rồi đây. Các bạn nhớ bấm cái chân linh kiện thử đằng sau nhé. Các bạn có thể dùng bấm bằng tay để bấm, không nhất thiết phải mua kìm bấm linh kiện. Giờ lắp đến đế IC. Các bạn để ý trên đế IC có một chỗ gọi là vầng trăng khuyết, mình gọi đùa vầng trăng khuyết, một điểm khuyết này. Trên PCB cũng có một điểm khuyết, các bạn lắp vào. Rồi tiếp đến điện trở 10K. Nút nhấn công tơ gạt. Giờ mình sẽ lắp led. Các bạn để ý led thì cũng giống cũng như cái tụ hóa, thì cái chân dài của nó là chân dương, chân ngắn là chân âm. Các bạn lắp đúng chiều thì nó mới sáng được. Trên cái PCB này thì từ D1 đến D8 cực dương của nó nằm phía bên dưới, còn từ D17 đến D9 cực dương của nó sẽ nằm phía bên kia bên trên. Các bạn lưu ý điều đó để lắp cho đúng.
Giờ chúng ta sẽ lắp đến chở. Chở 10K. Chở 1,5K. Cảm biến chuyển động. Bên trong của cảm biến chuyển động này là một cái lò xo. Xem nào. À, vẫn còn thiếu một con diode 1N4007. Đây, nó đây. Trong phần giới thiệu đầu video mình quên nói mất đến con này. Các bạn để ý nhé. Con diode thì nó có ở một đầu của nó sẽ có một vạch màu trắng. Thì các bạn lắp tương ứng với ký hiệu diode trên PCB. Chúng ta đã đến với những công đoạn cuối cùng. Cố lên mọi người. Sắp xong rồi. Bây giờ lắp đến đế pin. Mọi người để đế pin lên PCB như thế này. Rồi bắt hai con vít qua hai cái lỗ. Mình là mình rất thích đút cái gì đó vào lỗ. Vậy mình đã bắt vít xong. Bây giờ còn dư ra hai cái dây dài như thế này đây. Các bạn cắt ra mỗi dây tầm 2 cm thôi. Sau đó hàn vào cái ô vuông nhỏ nhỏ ghi dấu cộng và dấu trừ ở hai bên. Xong rồi. Khi nối dây các bạn nhớ chú ý dây đỏ là dây dương, dây đen là dây âm. Bây giờ chúng ta sẽ lắp con IC vào đây. Chết, IC cong hết chân đây này. Sau một hồi mệt mỏi thì mình cũng bẻ lại được cái chân IC cho nó thẳng. Bây giờ chúng ta sẽ lắp IC vào mạch. Các bạn lại chú ý vòng trong khuyết lắp cho đúng. Lắp ngược chiều IC nó cái này nó vô dụng luôn, nó không hoạt động đâu. Tất nhiên nó sẽ không cháy IC. Vậy đã xong. Bây giờ chúng ta sẽ kiếm hai quả pin và lắp vào đây. Mình đã chạy dây ngay ra cửa hàng để mua pin về thử cho các bạn xem. Pin mà được một cái led quay hoàn chỉnh như thế này đây. Cái này nó sử dụng hai viên pin size AAA. Mọi người nhớ được mua nhầm nhé. Bây giờ mình sẽ thử cho mọi người luôn. Đó, công tắc nguồn. Đây điểm báo nguồn. Khi mà quay như thế này, cái led nó sẽ quét và tạo thành chữ. Mình sẽ thử cho các bạn xem. Chữ lớp. Ấn nút xem nó có ra gì. Hình trái tim. Còn đây là hình mặt cười này. Đúng rồi, hình mặt cười. Tiếp phần nữa lại ra chữ lớp. Hình như chỉ có mỗi ba cái đấy. Ồ, vãi nó ra tiếng tàu này. Thế rồi. Các bạn ấn nút để chuyển chế độ nhé. Chuyển chữ. Không hiểu tại sao cho tiếng tàu còn làm gì. Video chỉ có vậy thôi. Chào mọi người.